ta chú công về hộ niệm. Chú công về hộ niệm là nhất định hộ niệm cho nhau vãng sanh. Nhưng mà anh phải nhớ là tự mình phải cố gắng đấy. Nhớ nha, trong vô lượng kiếp qua, cái sanh tử độ lạc nó thắng mình liên tục, mình thua mãi mãi. Đến bây giờ có một cái cơ hội này để mình thắng cái sanh tử luân hồi, không được ý lại. Nhớ là không được ý lại. Anh hãy nhớ là trên đường dung vừa rồi có một người phát hiện ra bị mất phản sanh chỉ vì sơ ý. Nhớ cho kỹ, rất nhiều người tu niệm Phật cả đời sau cũng mất phản sanh là cái chuyện rất thường. Mong cho vị mới nhớ là rất thường cái chuyện này. Cho nên mong anh hai là mình ở đây là quyết lòng vãng sanh và dùng cái phương pháp gọi là hộ niệm để mà hướng dẫn tối cùng, thì nhất định mình phải được. Xin lỗi, cảm ơn người tới hả? Thôi được đó, anh nói luôn. Thì anh hai phải nhất định nhớ là trong cái dịp này mình phải nắm cho vững để đi vãng sanh. Ví dụ như trong lúc hộ niệm hay là trong lúc mà đang bệnh, ban hộ niệm phát hiện ra cái gì nói nhất định em xin tha thiết đó này, là hành ban hộ niệm phát hiện ra điều gì anh phải nhất định chấp hành, đừng bao giờ cãi lại ban hộ niệm. Nên nhớ là bây giờ để anh còn ngồi chắp tay được cái gì, đến lúc đó những cái năm mà không yên, những cái biến chứng nó xảy ra vô cùng bất ngờ. Nếu mà anh tính được, vững vàng được, ban hộ niệm nhắc điều gì anh trước điều đó, nhắc điều gì anh nhận điều đó, nhắc điều gì anh sửa đó, tự nhiên đến lúc đó thì im xuôi tự nhiên hoàn thành. Đơn giản như vậy, như vậy đó này. Cho nên đây là cái tội rất là bề mắt. Từ trong vô lượng kiếp qua mình đều thất bại, đến bây giờ gặp một cơ hội này mình thành công, đây là một cái may mắn tuyệt vời, may mắn. Nhưng mà nước muốn được may mắn đó, xin anh hai với nhớ cũng như quý vị nên nói chung nha, phải chú ý từng điểm từng điểm, tại vì chính mình không bao giờ thấy được những cái sơ rút của mình, nhưng mà ban hộ niệm thấy được. Nhớ cho kỹ, bây giờ đây mình còn sơ rút, nhưng mà đến lúc đó luôn luôn là không bị cái này cũng bị cái nọ, không bị oán thân trái chủ thì còn bị nghiệp chứ ngàn nào, không nghiệp chứ ngàn nào thì bệnh trạng của mình cũng làm cho mình khổ tới điên đầu đến ngốc luôn. Cho nên bằng nào mới nhớ là xin như vậy, nhớ là muốn vãng sanh nhất định vững vàng. Anh hai chị vững vàng không? Nhớ nha, nhất định vững vàng để mà mình niệm Phật. Đau bệnh phải niệm Phật. Nửa đêm mình có nằm mơ nằm mộng thấy những cái gì, luôn luôn em nhắc chỗ này là khi thức giấc dậy mau mau niệm Phật liền. Và trong những giấc mộng đó mình nhớ cái gì nên cho em biết, nên cho quán niệm biết, tại vì những điều này rất quan trọng, không nên giấu. Có nhiều cái chuyện mà hồi giờ mình không bao giờ nghĩ đến, nhưng mà rồi khi nằm xuống nó này như đó, thực ra tất cả những cái chúng tử này nó nằm trong cái tiềm thức của mình ở trong đó cả. Cái tiềm thức mà nó sống dậy mạnh quá thì cái lúc mà mình sắp sửa xả bỏ bảo tầng chi đưa này, lúc đó mình kiềm chém được, nó gọi là ứng hiện ra. Cho nên là cái thí dụ mình nằm đêm mình thấy quấn lộn người này quấn lộn người ta, à sáng ra đấy tao sao chú trị ơi, sao tôi thấy người ta cứ quấn lộn tôi quấn lộn bạn nói. Thực ra mình nói những cái điều này để mà nó, một là nó cởi mở cái tâm hồn mình ra, hai là cái ban hộ niệm người ta nương theo đó mà tìm cái ta giải tỏa ra. Cái đấy thực sự đó. Cũng có nhiều khi mình làm tới tự nhiên mình đi vào cái làng này, đi vào cái làng nọ rồi mình đánh người này, mình chạy người đó lạc này. Những cái đó hoàn toàn mình tưởng là không có gì, nhưng mà thực ra nó là cái ở trong tiềm thức của mình từ trong bao nhiêu đời chứ không biết ứng hiện ra. Thì khi mà mình nằm xuống mơ mơ màng màng như vậy, nhiều khi người ta thì đến niệm Phật của mình mà mình chìm trong cái giấc mộng đó, mình cứ mơ mơ mà mình đi lạc mất bằng nhà này nhớ. Cho nên thành ra là phải chú ý là tận lực để mà mình đi vãng sanh, kết hợp chặt chẽ. Nhớ em nhắc lại là quá nguyện dặn em cái gì anh phải nghe liền, đừng nói không tôi không có đâu, đừng bao giờ người ta phát hiện mình người ta mới nói. Thí dụ như Phi là một người tổ trưởng họ điểm, người ta dặn mình cái gì biết liền, không ngờ tôi lại có chuyện đó nhé, có cái tâm trạng này là cái tâm trạng được vãng sanh đấy, nó gọi là chí thành chí kính đó. Chị vị có thấy rõ ràng chưa? Nhất định thiếu chỗ này, anh hai đồng ý không? Rồi cho nên khi em nói không còn chấp tay chị ông đó này vui vẻ thoải mái nha. Thôi bây giờ mình niệm Phật nha, niệm Phật. Niệm Phật có thể khi mệt quá anh để xuống cũng được, thoải mái em nằm cũng niệm Phật cũng được, sao thế em. Rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
hãy nhớ chuẩn bị vận hành nha. Mình rõ ràng là anh thường xuyên lên đường Zoom là cả một cái kinh nghiệm quý báu cho anh hai. Và thực sự khi mà đi qua bên Canada, bên Mỹ, nhìn thấy những cái clip mà quê quay anh hai nằm trong bệnh viện mà chắp tay niệm Phật cầu thanh, em cảm động vô cùng. Em đưa cái clip đó lên cho các vị đó, người nào cũng cảm động rơi nước mắt. Xin thưa thật là chính mình lên đường Zoom mình thấy có những người tu bấy 80 năm, anh hai thấy rõ rệt, sau cùng không có một hiện tượng bản sanh. Có những người có niệm Phật nhưng mà lại mất phản sanh. Trong khi đó cũng có những người niệm Phật mà ra đi đến người dơ tay vẫy chào. Tại sao nó có hiện tượng la lùng như vậy? Chắc là anh ai hiểu, mà lấy cho nó là kinh nghiệm cho chính mình. Người mà vãng sanh là cái người chí thành, chân thực niệm Phật và tha thiết được vãng sanh, không có gì cả. Đơn giản như vậy, không có gì cả. Còn những người mà mất vãng sanh là thường thường nếu mình điều tra cho sâu hơn nữa là người đó cứ nghĩ rằng là mình công phu tốt, nghĩ rằng là mình tu hành tốt, nghĩ mình là không có trở ngại gì đâu. Thường thường là như vậy, này thấy rõ rệt. Đến nỗi có những người mà tu rất là tinh tấn, rất là tốt, nhưng sau cùng ví dụ như khi bạn đồng tu tới hộ niệm cho mình, người ta nói à chủ đó tôi biết rồi mà. Thường thường những người mà nói à chủ đó tôi biết rồi, chứ vì đấy coi rất khó phản sanh. Chỉ có đơn giản như vậy thôi. Cho nên nếu mà anh hai lên những cái đường Zoom mà nghe, luôn luôn em cứ nhắc cái chữ chân thành, chí thành, chí thiết nghe chưa vị, tha thiết nghe chưa vị, động viên cho được tinh thần. Em động viên được người ta thì em cũng động viên cho anh hai. Tại vì trong những cái giờ này mà hộ niệm, thực ra là cái tiếng niệm Phật này cũng giống như mình vô trong niệm mọi đường, không có gì khác hết. Nhưng mà quan trọng làm sao cho anh cái tinh thần của anh càng ngày càng thấm, càng ngày càng phát triển, để cho anh được phản tranh, không có gì khác. Cũng là những người niệm Phật như vậy mà được phản tranh. Nếu mà anh vội vã nghĩ rằng à bữa nay thì tôi không chưa có sao đâu, không còn người ta hộ niệm, chỉ còn anh có sưới một chút như vậy thôi, là tự nhiên em thấy lo lắng trong người vô cùng. Ngay trong niệm Phật đường chúng ta trước đây cũng vậy, có những người tu niệm Phật rất tốt nhưng mà sau cùng lơ là, không chịu nghe ngợi người hộ niệm thì đành chịu thua, nhìn thấy mà lắc đầu cũng biết làm sao được hết. Cho nên xin thưa thật là trong nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp nhiều lắm, anh ai có chấp nhận chuyện này không? Nhiều lắm anh ai ơi, không phải ít đâu. Băng chim suốt cá ăn thịt là cái lẽ thường, mà còn đi lít, còn giết người, còn đi phục kích người ta, còn chiếu tai xé mũi người ta nữa, đúng không chị vậy? Đứng về thế gian pháp thì mình gọi là chướng mắt, đứng trên Phật pháp là mình tạo nghiệp giết người. Những cái linh hồn, những cái người mà mình giết đó nhất định người ta không bao giờ đanh đoạn mà để cho mình an ổn ra đi đâu. Xin thưa với này và tất cả chư vị đến chú cho, trong đời này mình có thể làm những chuyện đó thì trong những đời kiếp trước mình vẫn làm được những chuyện như vậy. Thì đi đến cái đời này là cái phước báu của mình đã đặt căn rồi, và cái oán thân tế chủ chập trùng đã chờ đợi từng phút từng giây để hàng mãi mình. Anh hai và tất cả chư vị nắm cho vững cái điều này. Thì bây giờ đây mình muốn giải ách nạn này làm sao đây? Chắc chắn anh hai đã hiểu. Lòng chân thành sám hối. Nguyện mong cho tất cả chư vị đây luôn luôn là phải lòng chân thành sám hối. Mà chân thành sám hối không có nghĩa là cứ quỳ trước A Di Đà, cái Nam Mô A Di Đà, con xin chân thành sám hối, xin Phật cứu con. Không phải như vậy, mà chân thành sám hối nghĩa là mình phải quyết lòng, thấy rõ mình có nhiều việc sai lầm dữ lắm. Một lần mà kinh cãi với vợ con mình cũng thấy tạo nghiệp, chứ bị cái đồng ý không? Một lần mà ghét một người nào mình đã tạo nghiệp, một lần mà ý một cái gì là mình tạo nghiệp. Tất cả những cái nghiệp đó nó dồn lại trong cái tâm mình, nhất là trong những cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Nó không đánh mình lúc mình còn ngồi được, nó không xứ mình lúc mình còn tỉnh táo, mà nó xứ ngay trong lúc mình nằm mà không yên. Nguy hiểm là chỗ đó. Cho nên xin thưa với anh hai có tất cả chị vị, một lần hộ niệm thế này là chúng ta nhắc nhở nhau để chúng ta giải tỏa bằng cách nào. Nhất định chính anh hai phải chấp tay lại thành tâm, gọi là sám rãi.
đừng nói nhanh, để cho tôi diễn tả sự tha thiết của mình. Càng tha thiết chừng nào, anh càng dễ vãng sanh chừng đó. Kính Phật A Di Đà, cho con về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lai nữa, nguyên lai thiết chậm, thiết vững, thiết tha thiết. Càng ngày càng tha thiết để nhất định anh vãng sanh, quyết làm cái vãng sanh. Nguyện là liên lạc. Xin Phật A Di Đà cho con về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Giỏi lắm. Nhưng mà mình cũng phải nhớ như thế này. Một người thành tâm niệm Phật và tha thiết đi về Tây Phương Cực Lạc là được vãng sanh. Nhưng mà nhớ là mình phải làm cho được trong những cái giây phút mà cái thân thế này nó kiết tổng. Cái đầu óc này nó quay cuồng. Mặt mình chóng mặt đến nỗi không còn thấy gì nữa cả. Phải làm cho được cái chỗ đó mới là thành công. Nó khó là khó chỗ này. Đừng bao giờ nghĩ rằng là hôm nay mình nguyện vãng sanh được thì cái lúc lâm chung mình nguyện được. Chính vì thế mà mong anh hai phải trân quý những người mà đến hộ niệm mình, thực sự quý vô cùng. Bắt đầu từ đây khi mình quyết làm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho thằng bé mà thằng gì đó, thằng Khôi đấy, mà nó tới hộ niệm cho mình cũng phải chắc tay kính trọng, trân quý. Đây là cái gọi là cái dạng của người vãng sanh đấy. Em thường em nhắc đến cái bà Diệu Lai. Bà Diệu Lai 91 tuổi mà gặp đứa cháu của mình cũng chắp tay lại. Một người đáng cháu cũng chắp tay lại. Cô ơi, cô đến niệm Phật cho con. Nghe những cái lời nói của bà Diệu Lai. Mà sau cùng bà ngồi vấy tay ra đi để chịu được. Nếu bà Diệu Lai mà nghĩ rằng ở cái thằng đó nó biết gì mà tới nổ niệm cho mình, bà mất phần năng lực, tức tắc mất phần năng lực. Cho nên nhắc đi nhắc lại cái điểm này để cho anh hai nhớ. Một người dẫu có dở cho mấy đi nữa nhưng mà xin nhớ cái lúc mà mình lâm chung chắc chắn họ dỗi mình không đó. Này các con nhà không, đúng như vậy đó. Tại vì cái lúc đó con ruồi nó đậu trong mắt mình đó, nó cắn mình khó chịu vô cùng, nó làm cho mình niệm Phật không được mà mình đuối nó không xong đấy. Thật sự đừng có nói chi là một con đứa nít, đừng nói chi là những vị oán thần đấy chủ. Nhưng mà nếu cái lòng mình thành, mình trong thành, mình tha thiết, tự nhiên mình có chư thiên lăng hộ pháp bảo vệ mà mình không. Cho nên thường thường chư tổ thường hay vậy, nếu mình muốn vãng sanh mà để tâm đố kỵ một người nào mất vãng sanh, đơn giản vô cùng mà hồi giờ người ta không hay. Hôm nay mình hộ niệm với nhau nhắc lại những điều đó, mình thấy tại sao có hàng triệu người tu hành hình tướng thì ngon lắm mà sau cùng họ không có ra đi, không có thân tướng tốt đẹp, là tại vì họ vướng những chuyện hết sức là nhỏ nhặt này mà cũng mày. Chỉ cần mình để một cái tâm khinh thường một người nào là mất vãng sanh, đơn giản thôi chứ vị ơi, không có gì khác cả. Mà những cái đó là những cái mà thường thường chứ vị thấy là người phàm phu chúng ta dễ bị nhất, dễ bị nhất. Một khi mà mình xấy khinh thường một người nào thì cái tâm thượng mạng của mình từ đó mình đã bén mạng lên. Chúng ta đang niệm Phật hôm nay, dẫu cho thành tâm chưa mấy thì nghiệp chướng vẫn còn nguyên vẹn chứ không phá được chút nào đâu. Anh hai có hiểu chuột chỗ nào? Mà nhờ cái câu A Di Đà Phật nó phú lại thôi chứ không có gì cả. Và nhờ chư Phật gia trì cho mình được an ổn, nhờ chư linh pháp của Phật bảo vệ cho mình mà nghiệp chướng không hiện hành hết mức, oán thân trai chủ cũng phải nế vì không dám đụng chạm. Nhưng mà khi mà khơi lên một cái tâm ý ngạo nghễ nào, dẫu là tí tẹo thôi, thì tất cả chính mình đã sởi